Cây giống Thanh Thảo xin chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị em gần xa đang theo dõi kênh YouTube của Thảo. Thì ngày hôm nay thì Thảo xin chia sẻ đến bà con chúng ta một cái giống cây mà hiện đang được rất là nhiều bà con chúng ta trồng xen canh. Và cái cây này nó là một cái loại cây ngắn ngày. Thì nó trồng là khoảng 6 tháng là chúng ta có thể để trái và trồng kinh tế nha. Thì đây là cái giống tắc bánh xe, thì bà con chúng ta có thể xem là giống tắc bánh xe nó rất là hiệu quả, nó cho trái chuyền quanh năm luôn, không đứt cổ ha, và trái nó khá là to nên nó có năng suất rất là cao nha bà con. Thì đây bà con chúng ta nhìn, đây là cây tắc bánh xe trồng khoảng được 5 tháng nha. Đây, trái khá là to luôn. Thì tắc bánh xe này á thì nó cho trái chuyền, nó rất là dễ đậu trái và nó cho trái quanh năm luôn nha. Thì tắc này á, bên em á, có cung cấp hai cái dạng, đó là một là cái nhánh củ tỏi, dòng thứ hai là dòng bầu sẵn. Thì khách nào mà mình đã có trồng củ tỏi rồi thì mình mua về mình trồng củ tỏi, hoặc là mình mua củ tỏi về thì mình ương. Thì đương nhiên là cái nhánh củ tỏi thì giá thành nó sẽ rẻ hơn so với cái tắc bầu rồi, vì cái tắc củ tỏi là nó sẽ dễ bị hao lắm ha, còn bầu sẵn thì nó không hao nha. Mình mua về là cứng để là mình trồng liền thì nó mau phát triển hơn, còn củ tỏi thì mình trồng là nó sẽ eo ụt lắm nha. Thì bên em là có cung cấp cái giống tắc bánh xe này chuẩn giống nha. Và đây là cái giống tắc bánh xe, nó đang cứng rễ như thế này ha. Chiều cao của cây lô này thì cao tầm 4 tấc, 4 tấc tới 5 tấc nha, tùy theo lô nha. Có lô là từ 5 đến 6 tấc nha. Thì hiện tại là giá của cây giống thì nó hơi nhích một xíu nha ha. Giá tại vườn nha. Đây, đây là cái cây giống tắc bánh xe bầu sẵn. Bầu sẵn cứng rễ thì bà con chúng ta về chúng ta trồng là cái thứ nhất là nó đỡ hao hụt nè ha. Vì nó cứng rễ rồi mình trồng là nó nhanh bắt rễ và nó nhanh phát triển nha. Còn cái nhánh củ tỏi thì bà con trồng là nó sẽ rớt lá ha. Nó rớt lá nha, và nó sẽ bị hao hơn cái loại bầu sẵn như thế này. Bầu sẵn này bà con thấy không, nó đã nhú đọt lên rồi nè ha. Cái này là rễ nó đã đơm ra ngoài bầu rồi ha, cứng rồi. Về mình trồng là nó sẽ không có bị hao nữa nha. Thì đây là cái tắc bánh xe. Thì tắc bánh xe này thì nó cho trái quanh năm. Thì 6 tháng mình trồng kinh tế là mình đã để trái được rồi. Như cây như vậy nè, khi mà mình đặt xuống là tầm khoảng 1 tháng là trái con nó ra rất là nhiều. Thì bà con chúng ta chịu khó, chúng ta lãi trái non chúng ta bỏ đi ha. Để mình để như vậy thì cây của mình nó sẽ bị si cây nha. Tầm khoảng 6 tháng là mình sẽ hái. Và cái loại tắc này là nó cho trái chuyền luôn, hết đợt trái này sẽ tiếp theo là đến lứa trái khác nha, không có đứt cổ nha. Thì bà con mình có thể trồng xen canh được với nhiều loại cây trồng khác nhau, như dừa với tắc, hoặc là sầu riêng với tắc ha, mít với tắc nha. Mình trồng xen canh hoặc mình trồng chuyên canh đều được hết nha. Và cây cách cây, hàng cách hàng là tầm 1,5 m đến 2 m nha bà con. Này, đây là cái tắc bánh xe ha. Và cái loại này là đã bầu sẵn rồi, ương sẵn rồi ha. Thì cái lô này là hiện tại là nó đang cứng rễ nha. Thì giá bây giờ thì nó hạ nhiệt một xíu rồi. Lúc trước thì giá nó rất là cao nha bà con. Thì bà con nào mình có ý định mình muốn đầu tư tắc bánh xe này để xen canh á thì mình nên đầu tư ngay lúc này nha. Vì giá nó đang hạ ha. Đây, cây rất là đẹp luôn. Và mình đặt xuống là nó phát triển liền luôn ha. Và cái cây này thì phân thuốc là ít lắm mà con, nó rất là dễ trồng luôn, dễ chăm sóc luôn nha. Mình không có cần xử lý kích thuốc, kích ra hoa gì hết đó. Nó tự ra hoa và đậu trái thôi nha. Đây, nói chung nếu mà cây nào mà nó chịu ra ha, là nó ra là đảm bảo là mình không có thời gian để mình lặt luôn á, mình bỏ á. Nó nhanh trái dữ lắm. Em nói 6 tháng nó có trái, nhưng mà thật chất mình đặt xuống là tầm 1 tháng sau là đảm bảo là trái bông rất là nhiều luôn nha. Thì bà con nào mình có nhu cầu thì mình liên hệ với em. Hiện tại là em cung cấp cái giống tắc bánh xe này, nhánh củ tỏi em cũng có và nhánh bầu sẵn em cũng có. Thì khách nào mình có nhu cầu mình trồng loại nào thì mình liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình, đó là 0337488343. Sẽ gặp trực tiếp em sẽ tư vấn và báo giá cho bà con mình. Nếu bà con nào mình thấy hay thì mình hãy nhấn nút đăng ký bên dưới để em sẽ làm những cái video tiếp theo cho bà con mình nha. Và Thảo xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video lần tiếp theo nha.